Con đường tôi đi chỉ có mình tôi. Con đường tôi chọn là con đường hiểm trở nguy hiểm, chỉ có mình tôi bước đi. Ngay cả thần thú của tôi nó cũng muốn đi theo con đường của nó thích. Đó, rái cá. Tất cả đến là tùy duyên. Không bắt ép, không giết hại, không cưỡng cầu. Thôi con ở trong rừng chơi đi, tôi không đi đâu. Đi về nhà. Ai về với tiêu thì về. Ai thích ở rừng thì ở. Chả bắt ép ai làm điều gì cả, chỉ khuyên những điều tốt đẹp để mọi người làm theo. Đời này ai thích tàn phá thiên nhiên thì cứ làm. Cần tiền để nuôi gia đình quá thì cứ làm. Nhưng có một điều quý vị sẽ hối hận là chỉ vì cái gia đình đó mà quý vị đã tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên quá nhiều. Đến lúc lâm chung quỷ sai đến, lúc đó quý vị hả đổ nước mắt, nhưng cũng sức tàn lực kiệt, hối hận cũng không kịp, không làm được, không giúp được, không làm gì cả. Như đại dịch Covid đến ồn ạt một cái, cướp đi mạng sống quý vị, từ bỏ thân mạng này mà không làm được gì hết, không có miếng phước gì cả. Tưởng cả đời xây dựng nhà cửa lên, như vậy là có phước. Đây, từng cái miếng bê tông hóa này, từng cục đá nó đã che dưới đất như vậy, làm mất đi ngôi nhà của biết nhiêu loài vật sống dưới đây. Thì những con trùng, con giun, con dế, quý vị phá nhà của các loài vật khác. Nhưng đến địa ngục thì mạng sống của quý vị cũng với một con kiến, nó đều là giá trị ngang nhau, chúng sanh bình đẳng. Quý vị tự cho mình là hơn con kiến, chiếm mà nhà quá trời, đâu có ở đâu. Còn muốn tàn phá thiên nhiên nữa, xả rác, vứt rác vừa bãi các kiểu. Tụi Thi cũng đi theo Tiêu nè. Thích đi chơi thì cứ đi. Biết bao nhiêu con rái cá đã bị người ta sát hại, đập đầu, giết ăn thịt. Biết nhiều con rái cá tôi nuôi để làm bài học cho mọi người. Thấy không? Rác xà bần đổ đầy cánh rừng. Về tới nhà rồi. Ôi, ngôi nhà và những cây thông xinh đẹp ơi. Ở Việt Nam mà tôi tưởng tôi đang ở Mỹ. Let's go.